bên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả một sóng bóng chớp thu bé lại vừa bằng một cô gái, hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không. Từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lỡ. Everybody make some noise. Một người nào khác cho anh thêm đậm sâu, và cả một người nào khác cho anh thêm bền lâu, baby. Dù đã nương có thêm trong gai về sau, nhưng từ là mình khổ đau ngày dài trôi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Em mưa lộng lấy thân mình, hay đam mê tình yêu chân chính, đôi tay buông lơi theo nơi xa xôi. Từng mang theo bao ngày qua và là những vân vương về ngày xưa khi ta bắt đầu mà có vẻ thêm nỗi buồn giữa những câu ca từng với tất cả nỗi niềm của một người đang mất đi yêu thương. Và thế là hết của một người đang mất đi yêu thương. Dancer rất là nhiều. Chào em, Hải Đăng Đu. Cho anh hỏi thăm xíu, ngày hôm nay quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới, cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc của em vẫn luôn là rất là hồi hộp, và dù là một hay là nhiều tiết mục thì em vẫn rất là hứng thú được khán giả đón xem và được các anh chị giám khảo nhận xét ạ. Chắc là bây giờ sẽ mời chị Ốc Thanh Vân chia sẻ cảm nghĩ về tiết mục của bạn Hải Đăng Đu trong ngày hôm nay ạ. Chào em Hải Đăng Đu, rất là vui được gặp em hôm nay. Thật sự là cái góc nghiêng của em nó rất là thần thánh và rất là giống Subin. Cái đó là sự thật. Nhớ cái khúc mà Subin phiên bản Hải Đăng Đu bước ra đây mà cái này em là nữ mà em tả này hơi khó. Anh đứng lên đi, anh đứng lên đi anh Nghĩa. Cái khúc mà bước ra xong rồi đứng mà kiểu dậm cái mũi chân á, xong rồi cắn cái môi anh. Sao sai vậy? Anh nghĩ sao? Người ta cắn cái môi là rất là... Nó gợi cảm. Nó gợi cảm, nó không gợi cảm hả? Lạnh lùng boy á anh. À tức là cắn cái môi rồi cẩn tận. Còn cái này là bị lỡ miệng. Nhưng mà thực sự á, cái đó là cái mà Hải Đăng Đu có cảm được từ Subin. Tại vì cái kiểu của Subin là như vậy. Và vẫn nghĩ rằng là các bạn nữ chết mệt là ở cái chỗ đó.
Thì thực sự á, là trong bài hát thì chắc là xíu các anh chị sẽ nhận xét kỹ hơn ở phần hát. Nhưng mà cá nhân chị Ốc thì thấy rằng là cái khúc mà em mãi mãi đó, cách mà em thả cái từ đó rất là giống Subin. Đôi khi ở những cái đoạn khác thì nó không hoàn toàn là giống, nhưng mà vẫn cảm nhận được là có hình ảnh của Subin ở trong cái lời hát và cái cách thể hiện của em. Chị nghĩ rằng là để mà hóa thân thành Subin á, nhìn có vẻ dễ là bởi vì chỉ cần ngoại hình tương đồng, góc nghiêng thần thánh là được, nhưng thực ra nó không có đơn giản như vậy. Nó vẫn đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực rất là lớn từ em. Để chúc mừng em với tiết mục này. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Ốc Thanh Vân ạ. Dạ, em xin mời giám khảo Mỹ Linh. Điều đầu tiên mà chị muốn nói là xin chào đón em trở lại với chương trình. Và chị thấy rằng rõ ràng là em đã cố gắng hơn ở trong cái phần hát cũng như là phần vũ đạo và cái cách tương tác với giám khảo nữa. Thì chị nghĩ là em cũng đã rút được nhiều kinh nghiệm để mà có thể làm cho mình được tốt hơn. Và mong rằng là em sẽ mang những màn hóa thân vào các nhân vật khác, nhưng em sẽ khẳng định được tên mình trong chương trình này. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh ạ. Không biết còn anh Đại Nghĩa thì như thế nào khi mà xem Hải Đăng Đô hóa thân thành nam ca sĩ Subin Hoàng Sơn ạ? Về cái ngoại hình là thấy mọi cái nó gần như là hoàn hảo. Nhưng mà với cái phần nhảy á, khi Subin lên sân khấu diễn, bạn ấy vốn xuất thân là underground, cho nên là cái máu, cái lửa trong người bạn ấy nó cực kỳ, nó cuồng nhiệt. Còn với Hải Đăng, em đang bị thiếu một chút xíu lửa cũng những động tác đó, nhưng mà nếu như chúng ta có cái lực bên trong thì chúng ta sẽ làm cho cái động tác của mình nó trở nên nó mạnh hơn và nó cuốn hút người nhìn nhiều hơn. Thì đó là cái điều nó cũng không đơn giản với một bạn trẻ như em. Còn một điều nữa, có thể em không quen hát cái dòng nhạc này, cho nên với những cái quãng cao thì nó vẫn còn có một tí xíu nó hơi chông chênh, nó còn hơi bị rướng. Trong khi với Subin thì ở cái quãng cao của bạn ấy khá là ổn định. Vậy thôi, anh thì một người không phải là hát hay, nhưng mà anh có cái tai, anh có thể anh nghe được chút chút để mình có thể mình chia sẻ và mình góp ý với các bạn. Cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều và cảm ơn Hải Đăng.